Ui, thế này mà vẫn không rơi. Sạc này tốt thật đấy, đúng là mắc xếp. Mình cũng đã từng là một người hiểu sai về sạc mắc xếp giống như ở đầu video. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu đúng xếp trong mắc xếp nghĩa là gì rồi. Và nhân dịp có MacBook Air M2 cũng như là Pro 2021 ở đây, và nhân dịp cái sự trở lại của chiếc sạc mắc xếp được rất nhiều người yêu thích, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đúng về chiếc sạc này nhé. Nói qua một chút về mắc xếp, đây là một hệ thống sạc từ tính. Nó sẽ tự động vào đúng vị trí cần cắm của nó mà không bắt chúng ta phải dùng nhiều lực hay là phải nhìn vào đúng cổng rồi mới được cắm. Tuy nói là sự trở lại hay là thoạt nhìn thì cũng giống ngày xưa thôi, nhưng mà trong thực tế thì chiếc sạc MagSafe của chúng ta đã quay trở lại với nhiều nâng cấp hơn. Rõ rệt nhất là khả năng kết nối với cục sạc của các dây sạc MagSafe này. Với hai phiên bản MagSafe 1 và 2 trước đó thì dây sạc của chúng ta sẽ gắn liền vào cục sạc, tức là một trong hai có vấn đề gì thì bạn sẽ phải thay cả hai. À, bạn cũng đâu có biết lỗi do đâu, bởi vì chúng là một mà. Còn trên phiên bản MagSafe 3 đời mới của M2 hay là Pro 2021 thì củ là củ mà dây là dây. Chúng được kết nối với nhau bằng cổng Type-C. Nếu bạn hỏng cái gì thì bạn chỉ cần thay đúng cái đó mà thôi. Thêm nữa, nó sẽ hạn chế được tình trạng sờn dây hay là bị gãy ở đầu kết nối với củ sạc. Với phiên bản MagSafe 3, bạn chỉ cần tháo dây, cuộn riêng lại và không phải lo gãy gập. Dây cáp rời với củ sạc rời cũng là một cải tiến cho người dùng nhiều phiên bản MacBook khác nhau, có thể chọn mua cái củ sạc phù hợp, ví dụ như là củ 67W cho Pro 13 14 inch phiên bản 8 core CPU, hay là củ 96W cho 14 inch, hay thậm chí là củ 140W cho phiên bản Pro 16 inch. Nhìn nhanh bằng mắt thường thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ nhận ra cái phần dây sạc đã được thay đổi từ chất liệu plastic sang bện kiểu dây dù. Nhìn nó cứng cáp và đẹp hơn rất nhiều đúng không? Nhưng mà trên M2 thì chúng ta sẽ còn nhiều màu tông xuyệt tông với cả máy nữa, nó còn đẹp hơn nữa cơ. Cổng kết nối MagSafe thoạt nhìn thì nó vẫn như vậy, nhưng mà trong thực tế thì độ dày mỏng trên các phiên bản 1, 2, 3 là không giống nhau. Do đó, bạn sẽ không thể nào sử dụng cái phiên bản MagSafe này với những cái máy mà dùng cổng MagSafe đời cũ, nhưng mà bạn lại có thể dùng của M2 chung với Pro 2021. Mag ở trong Magnetite nghĩa là từ hóa, còn safe có nghĩa là an toàn. Sạc MagSafe sẽ không giúp chúng ta xách cái máy lên thẳng như ở đầu video mình làm đâu, mà nó sẽ giúp bạn khi mà đang ngồi sạc, một ai đó hay chính bạn vấp vào cái dây sạc đó thì chiếc máy của bạn nó sẽ không bị bắn văng ra ngoài. Ví dụ nhá, nếu bạn đang ngồi với MacBook như thế này, một người đi ngang qua khiến chiếc dây sạc bung ra, còn máy của bạn nó vẫn nguyên ở đấy. Đấy, chuẩn an toàn chưa? Đây mới là cái hiểu đúng về MagSafe. Tuy nhiên, nếu như ai đó hay chính bản thân bạn mắc vào cái dây này mà lại giật máy theo cái hướng thẳng giống như ở đầu video mình xách chiếc máy lên ấy, thì chúc mừng bạn, bạn sẽ có khả năng quay vào ô rớt máy bởi vì nó hút quá chặt. Thêm nữa, việc chúng ta không phải chọt loạn lên để cắm đúng cái cổng Type-C, nó sẽ giúp cái cổng Type-C không bị chảy chuê chuét. Nó sẽ đảm bảo được là cái máy của chúng ta luôn sạch đẹp, luôn mới. Và với MagSafe, dù bạn thả như thế nào, nó cũng sẽ dính được, sạc được, và thậm chí nó có thể sạc nhanh hơn nữa. Và đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về chiếc sạc MagSafe ở trên chiếc MacBook đời mới. Và hy vọng rằng các bạn sẽ không như mình hiểu sai về nó như đầu video nữa. Từ nay khi mua máy Mac, đừng quên nhập mã MINHOXIN tại đường link bên dưới phần mô tả để được giảm giá 300.000 đồng. Tiện đây thì chúng mình đang tìm thành viên mới cho Team Media. Nếu như bạn muốn cùng chúng mình trải nghiệm và khám phá thêm về thế giới công nghệ, hãy gửi CV ngay hôm nay nhé!